Được chưa? Thì cách làm các bạn làm. Đầu tiên các bạn tạo tay cho nó và nó biết quay lại nhé. Quay lại đi nào. Vào này. Bước 1 các bạn tạo tay. Bôi đen, chọn Silic. Click on the quick. Xuống. Vòng đầu tiên mình đi làm 1. Các bạn đã biết chưa? Làm giờ biết hết rồi đúng không? Silic, chọn Silic on the quick. Xuống. Vòng đầu tiên mình đi làm 2. 1, 2. Tiếp tục ha. Cái màu nhỏ hơn nữa. Màu gì ta? Đây này, đây là màu thứ 3. Select, click on that quick. Sổ xuống, chọn là 3. Tiếp tục sẽ có màu thứ 4, các bạn thấy không? Màu đỏ ha. Bôi tiếp, select, click on that quick. Sổ xuống đi là 4. Đó, tức là có 4 nên bạn tặng 4 luôn ha. Rồi lên này, lên trên cùng này. Nhớ đã, lên trên cùng. Các bạn mới chọn được dòng đầu tiên. Vào mục AI, sổ xuống, chọn dòng đầu tiên. Các bạn ghi vào mò. Được rồi, thấy không? Vì ở đây ghi là phần A hay là chương gì đó, bạn ghi ra ha. Viện chương, chương 1, chương A. Các bạn chấm, qua bên chọn link là 1. Được chương 1 nhé. Rồi qua chọn space. Rồi, đến phần 2 này. Phần 2, ví dụ phần 2 nó có 2 số thì sẽ lấy thằng ghi vào thằng 1 vào ha. Một. Chấm, chọn số 1. Số 1. Chấm, và lấy Number 2. 2. Chọn space. Muốn đổi bất thường thì chọn là time ring. Được không? Rồi tiếp tục thằng số 3 này. Thằng số 3 biết có 3 số. Mình cứ chọn đi vào 1. Chấm. Đi vào 2. Number 2. Chấm A. Number 1. Chấm. Chấm. Qua đây chọn là 3. Tương tự thứ này chọn space. Được chưa? Rồi thằng số 4 này đổi bất thường này. Đến thằng số 4. Nó có chữ hình ở trước hoặc chữ bảng ở trước, biểu ở trước, các bạn ghi này, hình. Rồi, các bạn cách ra lấy thằng ghi được 1 vào. Nhớ cái thằng ghi được 1 nhé. Ví dụ hình ở chương 1 nó sẽ là hình 1.1. Hình ở chương 2 sẽ là hình 2.1. Chương 3 sẽ là 3.1. Hiểu tại sao lấy thằng ghi 1 chưa? Rồi nha, rồi chấm này, mình chọn số 1. Rồi chấm, qua đây thằng ghi là 4, dưới chọn là quay đổi được cửa. Các bạn nhấn OK, lập tức nó ra ở dưới này. Thấy không? À, rồi quay đây các bạn làm một mục này. Mục lục thì làm bình thường. Các bạn để vàng này, layout và refer. Cái này, nếu, cái này mình đã quay xong, cho sẵn trang cứ làm vậy. Vào refer, chọn table này. Chọn custom này. Và vào option. 1, 2, 3, các bạn bổ sung vào nhé. 2, 3, 4, đi không? Không. Để nguyên khi nhé. Rồi xuống dưới này, xóa hết đi. Rồi các bạn nhấn OK. Và mong các bạn chỉnh không chỉnh rồi được nhé. Ví dụ chỉnh rồi mình nhấn OK tiếp này. Nó sẽ ra một mục. Được chưa? Còn mục hình, các bạn xuống cái mục hình. Vậy vào refer, chọn table. Chọn custom. Và lặp lại cái lúc nãy. Nhưng bây giờ mình sẽ ghi là 4, mình sẽ bổ sung là 1. Được chưa? Mà mấy số trên mình sẽ không ghi. Được không? Rồi xuống dưới này, các bạn vẫn xóa như bình thường ha. Rồi là nhấn OK. Qua cái này vào bên kia chỉnh xong rồi vào bên kia tiếp. Nó hỏi thay cái mục lục cũ không thì bạn là không, nó sẽ ra một hình. Được chưa? Hiểu không? OK. Nha, tự tạo ra. À. Rồi đây là một hình. Các bạn nhìn đây này, không vừa có chỉ bạn nào trang bìa không thành số trang. Được chưa? Không vừa có nào chưa? Rồi trang bìa không thành số trang thì bắt buộc các bạn phải nét phây nó. Tức là bây giờ hiện tại này, các bạn mở lên này. Nó đã nét page chưa? Chia section chưa? Chưa. Vì nó đang còn hút tơ ở footer. Còn khi các bạn nét page này, nó sẽ vào là layout, grid và nét page. Khi các bạn mở header lên, nó sẽ có này, section 1 và section 2. Được chưa? Trang bìa không đánh header thì nhớ tắt ở thằng mục lục đi. Còn bỏ mục lục không đánh header thì tắt ở thằng nội dung đi. Nha. Rồi trang bìa không đánh số trang thì phải tắt số trang ở thằng mục lục đi. Hiểu không? Tức là ví dụ trang trên thì không có thì phải tắt được trang dưới. Hiểu không chưa? Rồi, ở đây mình nhấn xuống trang này. Quay number, chọn button và mình chọn số. Trang trang bằng đã nhảy số 2. Các bạn muốn quay về y và quay về 1 vào format. Mát. Em biết chưa? Số 1 và cho nó bắt đầu từ 1. Nhấn OK nó về y chưa? Hiểu không? Rồi, dưới này nó vẫn là y hết.
thì bây giờ tại sao nó đi hết? Vì mình đã chưa next page nào người ta. Mục lục là session 2 thì nội dung phải là session 3. Nếu bạn xuống bạn next page thêm lần nữa ha. Layout, chọn grid và chọn next page. Lập tức số này nó đổi về là y. Nếu bạn đổi về nó là cái số 1. Vậy là một map này, chọn là 1, chọn là ok, tư về 1. Được chưa? Rồi, nhìn lên này. Bây giờ chỉ là cái thằng đánh số trang ở trên đầu thôi nhé, trong Twitter nhé. Bởi vì các bạn copy thằng chương 1 này, copy này, lên này, các bạn nhớ làm gì ra? Tắt liên kết là bước đầu tiên. Tắt liên. Được chưa? Rồi đánh số trang trước. Phải. Ví dụ mà đánh số trang ở dưới, đánh từ trên thì làm nó trước. Tạo header trước rồi đánh số trang. Header. À, còn tạo cái số trang ở trên header thì các bạn tạo gì? Số trang trước. Đúng rồi. Vậy nhé. Trang trên tổng số trang thì tìm chữ page copy và sửa về nha, sửa tiếng Việt tiếp sửa chưa? Rồi các bạn click chuột phải này, chọn chữ A, nhớ click chuột phải chọn A nhé. Rồi nhấn tab này, ví dụ trường hợp nhấn tab nhưng mà nó không nhảy qua đây thì các bạn kéo lên tab thằng này đi nha, kéo lên tab thằng này đi nè, tự động nó không nhảy qua bên phải, được chưa? Hiểu không? Rồi đó là xong được rồi đó, hết. Để nhớ kỳ mình biết không? Và qua tờ mát á, thì đơn giản thôi em. Vào mình sai này, chọn đấy. Qua tờ mát và chọn chữ gì? Custom. Chọn thế, chữ qua đây. À, mình nhấn OK, lập tức sẽ ra nhớ kỳ không? Được không? Sau đề không yêu cầu để nhớ kỳ, mình cảnh thức đấy. Nè, cái hình đó là nãy mình đặt level 4 rồi. Đúng rồi, level 4 luôn. Các bạn sẽ đặt tương tự như 1, 2, 3 bình thường vậy đó. Nhưng bây giờ nó có thêm thứ 4. Đúng không?